Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với săn sale và đánh giá Redmi K50 Gaming. Đây là một chiếc máy gaming phone đến từ nhà Xiaomi. Nhưng có một sự thật là không hẳn đó là chiếc máy gaming phone, bởi vì cái hiệu năng nó mang lại thực sự không mang lại cái trải nghiệm tốt cho người dùng, đúng không? Và như tiêu đề của video, các bạn có thấy cái mức giá chênh lệch giữa Redmi K50 Gaming và Redmi K40 Gaming đâu đó khoảng 700-800 nghìn thôi. Trong video ngày hôm nay, cùng mình bóc tách một chút lý do vì đâu mà Redmi K50 Gaming nó lại rẻ như vậy và sự thật đằng sau đó là gì nhá. Vào việc thôi. Các bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thiết kế thì mỗi người một quan điểm thôi. Redmi K40 Gaming chúng ta sẽ có một thiết kế nó hơi bo con một tí, chứ sẽ không có phẳng như kiểu Redmi K50 Gaming. Cái phím trigger này về cơ bản trải nghiệm giống nhau. Khi mà mình lắc mạnh cả hai máy này thì trigger nó đều rung cả, chứ không có độ chắc chắn nhiều. Mặt lưng trên hai máy này đều là mặt lưng kính cả. Tuy nhiên, dễ để lại mồ hôi và dấu vân tay nhất là Redmi K50 Gaming. Còn K40 Gaming vẫn có thôi. Tuy nhiên, nhìn nó sẽ khó hơn một xíu. Thiết kế thì nó cũng hơi khác nhau một tí về cụm camera này, về cái đường vân của chữ Fighting trên K40 Gaming, còn K50 Gaming thì không có. Rồi là những cái đường vân ở bên góc cạnh như thế này, nó sẽ khác nhau một chút. Mình thì thích cầm nắm ở trên Redmi K50 Gaming hơn đấy, mặc dù là cái thiết kế khung viền các thứ nó hơi khác nhau một tí. Cái tấm nền trên hai máy đều là AMOLED do TCL sản xuất. Kích thước màn hình cũng là 6,67 inch các bạn nhé. Tuy nhiên máy sẽ nâng cấp từ kính Tinh Tinh thế hệ thứ 5 sang kính Victus trên K50 Gaming. Về cái màu sắc hiển thị trên K40 Gaming, nó sáng hơn một chút so với lại K50 Gaming. Tuy nhiên nếu các bạn nhìn bình thường thôi thì nó không phải là khó khăn quá đâu. Lý do tại sao Redmi K50 Gaming lại sụt giá nhanh như vậy? Lý do đây các bạn, với Redmi K40 Gaming chạy chip Dimensity 1200, còn K50 Gaming là Snapdragon 8 Gen 1 hay là cái bản quốc tế gọi là Poco E4 GT đấy, thì như các bạn cũng biết là Snapdragon 8 Gen 1 bình thường nó nóng đúng không? Thì mình sẽ test thực tế cho các bạn luôn bằng cái việc chạy một cái 3D Max. Test thực tế luôn nhá. Mình sẽ chạy một cái bài Street Test trong khoảng 20 phút và sẽ đo nhiệt độ cho các bạn kiểm chứng thực sự luôn. Chấm xong rồi các bạn nhá. K40 Gaming mặt trước 40 độ C, K50 Gaming nó lại nóng ở cái đoạn sạc này, cũng tầm 40 độ, 39-40 độ. Mặt sau khoảng 37 độ. Còn với K50 Gaming là 38,9. K50 Gaming là con chip chạy Snapdragon 8 Gen 1 rẻ nhất của Qualcomm các bạn nhá. Thì các bạn tìm đi, làm gì có chiếc máy nào hơn 8 triệu rưỡi thôi mà đã chạy Snapdragon 8 Gen 1 rồi. Về cái vấn đề chơi game trên K40 Gaming, không hổ danh là gaming phone quốc dân đúng không? Các bạn thấy đến thời điểm hiện tại, K40 Gaming vẫn là một chiếc máy chơi game khá là ổn áp. Thời điểm khi K40 Gaming mới ra mắt, anh em lại mong ước là nó chạy chip Snapdragon. Thì đây, K50 Gaming của các bạn đây chạy Snapdragon 8 Gen 1. Thì các bạn có thể thấy cái tối hiệu năng về con chip về các thứ thì nó cũng chưa được hiệu quả cho lắm. K50 Gaming chúng ta đều có rất nhiều bản ROM ở trên trang MiFirm. Các bạn có thể vào cái trang MiFirm.net nhá, hay còn gọi là Poco F4 GT, cái phiên bản chính hãng đấy. Có ROM China này, ROM Robo này, đấy, ROM EU. Bạn nào biết vọc vạch có thể là up những cái ROM này để xem cái phiên bản nào là cái phiên bản ổn định nhất dành cho các bạn. Một cái điểm nữa, với Redmi K40 Gaming đã bị khai tử rồi và không phải cửa hàng nào cũng sẵn hàng mới để bán cho các bạn. Redmi K50 Gaming mới ra mắt cho cái phiên bản 8128 nhá, nó đã là 11,8, khoảng 12 triệu. Còn bây giờ thì sao? Giá nó cực kỳ rẻ, nó chỉ còn đâu đó khoảng 8 triệu rưỡi mà thôi. Thì các bạn thấy con chip Snapdragon 8 Gen 1 mà chỉ có 8 triệu rưỡi thì đây là một cái kèo cực kỳ ngon. Đây là một chiếc gaming phone không phải dành cho tất cả mọi người, mà dành cho những bạn nào có cái tần suất chơi game không phải quá nhiều, để vui chơi giải trí cơ bản thôi. Thì đây, con chip Snapdragon 8 Gen 1 vẫn đủ khả năng để các bạn có một chiếc máy chơi game lâu dài. Mặc dù mang tiếng gaming phone nhưng mà bị bóc hiệu năng. Còn bây giờ thì cái mức giá nó khá hợp lý rồi, thì các bạn có thể cân nhắc nhá. Đây, về cái thao tác thứ đa nhiệm vẫn rất ổn, nó không có vấn đề gì cả. Như vừa nãy mình có chia sẻ cái mức giá khá hợp lý, Mobile City đang có chương trình khuyến mãi bán giá gốc đến tay anh em luôn. Thì cái mức giá đấy, 8.450.000, thì các bạn thấy thế nào? Camera chính trên hai máy này đều giống nhau các bạn nhá, đều có độ phân giải là 64 megapixel, cam siêu rộng 8 chấm và cam macro 2 chấm. Còn về quay video ở cam sau nhá, với K40 Gaming tối đa là 4K 30fps mà thôi. Còn với lại K50 Gaming chúng ta sẽ có cái quay video tối đa là 4K 60fps, bởi vì cái con chip Snapdragon 8 Gen 1 hoàn toàn có thể đủ gánh chất lượng như thế này. Đấy, còn cam selfie mình sẽ cho các bạn nhìn thẳng trực tiếp luôn.
Đó, cam selfie trên K40 Gaming thì nó rõ ràng quá, đấy, chi tiết quá, thành ra thì về mụn rồi là mặt miếc như nào thì nó cực kỳ rõ ràng. Còn với lại K50 Gaming thì sao? Chúng ta sẽ có một cái chất lượng nó hơi hơi mờ mờ ảo ảo nha. Mặc dù cái độ chi tiết nó có, nhưng mà về chất lượng chụp ảnh trên hai máy này mình cũng không thích cho lắm. Chỉ là có cái quay video ở trên K50 Gaming nó ổn định hơn so với lại K40 Gaming mà thôi. Về chất lượng âm thanh thì đây, mình mở cho các bạn nghe thử luôn. Với K50 Gaming nó sẽ trang bị 4 loa nhá. Tuy nhiên sẽ có hai loa là loa âm tần cao rồi, thành ra thì nó sẽ không góp mặt quá nhiều vào cái việc tăng âm lượng của loa. Cơ bản hai loa này giống nhau thôi, nó không có gì khác biệt cả, đều do tinh chỉnh bởi JBL cả. Đó. Nếu bạn nghe kỹ một chút thì có thể thấy cái âm lượng loa trên K50 Gaming nó to hơn một chút xíu so với lại K40 Gaming. Nhưng có một cái điểm lưu ý các bạn nhé, về dung lượng pin. Dung lượng pin trên hai máy này lại là khác nhau chứ không giống nhau đâu. Với K40 Gaming chúng ta sẽ có cái dung lượng pin là 5065 mAh, còn với lại K50 Gaming nó chỉ là 4700 mAh thôi, khá là thấp. Bù lại chúng ta sẽ có một cái công suất sạc lên đến 120W, còn với K40 Gaming nó chỉ là 67W thôi. Như vậy tổng kết lại, sự thật Redmi K50 Gaming có mức giá rẻ, đó là sự thật. Bây giờ giảm sâu lắm rồi. Và các bạn nhận lại chỉ làm cái màn hình nó vừa đủ này. Còn chip thì chip mạnh, tuy nhiên hơi nóng, nhưng mà hoàn toàn có thể sử dụng một cách lâu dài được nhá. Rồi là có nút trigger vân vân và mây mây. Thì đấy, với tầm khoảng 8,5 triệu thì các bạn có sẵn sàng mua Redmi K50 Gaming không? Đừng quên để lại comment bên dưới nhá. Với mình thì suy nghĩ đơn giản thôi, mức giá càng rẻ càng dễ tiếp cận với anh em, và anh em càng có cơ hội được sử dụng, được trải nghiệm chiếc máy mới như thế này. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!